nhau. Thì lúc đầu thì cũng như em kể á, thì em thấy mẹ khó lắm. Nhưng mà sau khi về á, thì hiểu được tính mẹ thì thấy mẹ dễ hơn. Năm đứa người con gái, gái này là dốt á, một thằng trai. À. Đó ba ngày tuổi chưa cái gì. Lúc mà Lê Lộc mà chịu làm dâu cô, ta nói gì thì Lê Lộc dễ vậy. Con phải đẹp trai lắm. Thôi ờ, từ đồng tiền có hai đồng tiền giới thương. Có đồng tiền không? Hai đồng tiền đúng không? Không, mà cô có hứa hẹn với bên nào chứ? Không, chưa. Em nghĩ là ở trong gia đình mình chắc vui lắm đúng không anh? Cười suốt rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bây giờ là về là mẹ con nói chuyện vui lắm. À, có gì mẹ cũng kể, nó nghe chuyện hàng xóm luôn á. Đúng rồi. Ân lại đây mẹ kể cho nghe cũng như hồi trưa này nè. Ân, qua mẹ qua nhà hàng xóm mẹ có chuyện vui lắm. Chuyện con gái họ gì mẹ kể luôn, dạ thật tình lắm. Vậy có khi nào mà đem chuyện trong nhà kể ngoài đường không? Trời, em không biết, chắc không có đâu. Tôi đang giữ em bé cho Trọng Ân nè. Là mười mấy tháng dạ. Giữ giùm cho hai đứa đi làm á. Ăn giữ chứ không giữ ra nó cũng nói một vòng. Có bao giờ em có gì mâu thuẫn hay căng thẳng gì với mẹ vợ không? Dạ thì lúc đầu thì sợ lắm. Người ta mẹ khó lắm, đâu có nói chuyện được nhiều đâu. Nói chuyện hai ba câu là vậy lãng đi chỗ khác à. Nhưng sau này mới hiểu tính mẹ nhiều hơn. Dạ. Tại vì mẹ không phải là khó tính mà là mẹ muốn tốt cho con cái. Nhưng mà cô ơi, cô chưa hợp với anh ở điểm nào cô? Trọng Ân nó cũng hay nóng, tính nó hay nóng á. Dạ. Có bao giờ cô giận nó điều gì không? Không, nó cũng không làm gì cô giận. À. Tại vì sáng nó đi làm thì cũng là thưa mẹ con đi làm, đi về là thưa mẹ con đi về. Vậy đó, thấy nó cũng là ngoan ở chỗ đó, với nó về nó cũng phụ giúp nấu ăn rồi tôi không có nấu. Tôi chỉ giữ bé thôi, nó về nó nấu phụ là vợ nó giữ em. Ngon không cô? Cũng được, nó nấu sao tôi không vậy. Đâu dám chê nó nấu sao. Còn nó cũng ngon mà mẹ nói vậy. Mẹ em có tính dễ thương lắm. Tại vì ngoài thời gian tụi em đi làm thì có mình mẹ ở nhà với bé thôi. Còn thời gian còn lại mẹ em rất là dễ ngủ. Ví dụ tụi em về là mẹ có nói thôi mẹ giao lại cho hai đứa con của hai đứa con đó. Mới quen nó trước đó sau rồi cũng kể là hôm nay con đi dậy nhìn qua mẹ ngủ nói gì nói chứ tiếng sao mẹ rất là dễ ngủ. Thôi nào bà ru con ngủ rồi bà ngủ trước con cháu không? Cũng muốn vậy đó. Có mấy lần mẹ có ngủ trước luôn kìa. Ngủ biết sao ông vỗ bò đó. Chào anh Si Quyền Linh, chào anh Si Linh Lộc. Dạ chào cô. Dễ thương. Rất vui được chào đón cô với lại con rể ha. À, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Cô là Nguyễn Thu Tư, 65 tuổi, quê ở Đức Huệ, Long An. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, em chào MC Quyền Linh, em chào MC Lê Lộc và chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Trọng Ân, năm nay 30 tuổi, em đến từ Tiền Giang, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề của em là nhân viên văn phòng. Mình làm rể của mẹ được gần 3 năm rồi. Mình có em bé chưa nhỉ? Mình có em bé được 15 tháng rồi. Chúc mừng nha. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai thì cô cảm nhận về chàng rể như thế nào? Lần đầu tiên á, bé Diễm dẫn tôi với ba nó là đi Hậu Nghĩa rước bé Út. Thế rồi sau là Trọng Ân nè, đi về tôi hết hồn, tôi nói con sâu mà không nói trước mà thấy hai đứa nó về tôi cũng mừng. Tôi ghé nhà bạn tôi chơi. Rồi sau á, ba nó rước Trọng Ân với Diễm vô nhà của bạn luôn. Thế rồi ăn bữa cơm thì ấn tượng thì thấy chàng rể dễ thương. Mình thấy cũng đẹp trai, cũng xứng với gái mình. Về cũng nói tôi thấy này đẹp à. Dạ, cho em xin kể thêm xíu nữa là cái ấn tượng đầu tiên á, là lúc đó thì cũng tưởng là một cuộc gặp mặt đầu tiên bình thường thôi. Nhưng mà sau này á, về nhà kể lại thì mới biết em muốn té ngửa luôn. Gia đình bên đó là đã có đính hôn từ nhỏ giống như hồi xưa dưới quê đó. Bạn bè. Dạ, bên đó có con trai, bên mẹ có con gái. Thì hai bên sẽ là khi mà con họ lớn á, cũng muốn hầu xui với nhau. Thì hôm đó là bên đó có ý mời mẹ và vợ em qua để xem mặt. Nhưng mà không ngờ hôm đó là vợ em lại dẫn em về chơi. Hôm đó em cứ qua em cứ ăn uống bình thường luôn. Sau này cứ phải ăn cơm rồi. Dạ. Có gì rồi cái câu chuyện kia sao? Ủa, gia đình bên kia thì sao cô? Gia đình bên kia thì sao? Rồi cái tình là im luôn, không nói gì. Cái bạn nam bên kia biết bỏ đi luôn. Có bạn trai cái bỏ đi luôn. Thế là đứng dậy nó chào cơm đi. Ủa mà chẳng lẽ con gái cô không biết là hôm nay gia đình sắp xếp? Không biết. Nhưng mà anh này mới gặp lần đầu tiên là chịu anh này hơn. Đúng vậy. Nhiều khi là anh này khá hơn anh kia. Không, bên kia khá hơn. Bên kia nhà lầu 3 tầng.
nhà trọ có một dãy, có hai đứa con. Đúng luôn hả? Đúng vậy. Như vậy anh này có cái điểm gì mà nổi bật gì vậy con? Ừ. Tôi không có hỏi là giàu có không gì, tôi thấy gương mặt dễ thương tôi chịu. Có cảm tình, có cảm tình tôi chịu hả? Mà nhớ hôm đó là không phải chỉ chơi đến uống nước trà bình thường đâu, mà ăn uống luôn, ăn cả buổi luôn. Ngồi từ sáng mà tới chiều mới về luôn. Giống như cái buổi nằm mắt vậy đó. Rồi mà hôm đó em là ngượng ngùng như vậy hả? Dạ tôi chưa biết, lúc đó em chưa biết, lần đầu tiên chưa biết, em ăn quá tràn luôn, còn nhậu luôn với bác bên đó luôn mà. Sau này em nói trời ơi sao mẹ em nói sớm với con, lúc đó lỡ có gì mà con bị quýnh chết luôn. Anh ấn tượng ở mẹ điều gì? Lần đầu tiên thì gặp mẹ thì cũng mẹ cũng không có nói chuyện vui cười nhiều, tại vì mẹ khó tính lắm. Đâu lúc đó đang căng quá. Lúc đó đang căng. Lúc đó đang căng. Cũng có thể cho đang căng nữa. Đang đi câu mắt mà tự nhiên con gái mình dẫn thằng nào về không biết luôn. Tưởng tượng vụ căng thiệt đó. Căng thiệt á. Cưới rồi anh rồi cô có mời bên đó không? Không. Tại thằng mà không mời. Không dám mời. Thiệt là tình. Bởi vì duyên số nằm ở đó. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Làm rể thì em thấy em với mẹ vợ hợp nhau. Thì lúc đầu thì cũng như em kể thì em thấy mẹ khó lắm. Nhưng mà sau khi về thì hiểu được tính mẹ thì thấy mẹ dễ hơn. Năm đứa người con gái, gái này là dốt á, một thằng trai. À. Đó ba ngày tuổi chưa cái gì. Lúc mà Lê Lộc mà chịu làm dâu cô, tao nói gì chị Lê Lộc dễ vậy, dễ vậy. Con có đẹp trai lắm. Thôi tôi đồng tiền, có hai đồng tiền với có đồng đó. Đồng tiền không? Hai đồng tiền đúng không? Không mà cô có hứa hẹn với bên nào chứ? Không chưa. Em nghĩ là ở trong gia đình mình chắc vui lắm đúng không anh? Cười suốt rồi đúng dạ, không? Đúng rồi, bây giờ là về là mẹ con nói chuyện vui lắm. À, có gì mẹ cũng kể, nó nghe chuyện hàng xóm luôn á. Đúng rồi. Ân lại đây mẹ kể cho nghe cũng như hồi trưa này nè. Ân, qua mẹ qua nhà hàng xóm mẹ có chuyện vui lắm. Chuyện con gái họ gì cũng kể luôn, dạ thật tình lắm. Vậy có khi nào mà đem chuyện trong nhà kể ngoài đường không? Không có đâu. Tôi đang giữ em bé cho Trọng Ân nè. Là mười mấy tháng dạ. Giữ giùm cho hai đứa đi làm á. Đang giữ chứ không giữ ra nó cũng nói một vòng. Có bao giờ em có gì mâu thuẫn hay căng thẳng gì với mẹ vợ không? Dạ thì lúc đầu thì sợ lắm, tại mẹ khó lắm, đâu có nói chuyện được nhiều đâu, nói chuyện hai ba câu là vậy lãng đi chỗ khác à. Nhưng sau này mới hiểu tính mẹ nhiều hơn. Dạ. Tại vì mẹ không phải là khó tính mà là mẹ muốn tốt cho con cái. Nhưng mà cô ơi, cô chưa hợp với anh ở điểm nào cô? Trọng Ân nó cũng hay nóng, tính nó hay nóng á. Dạ. Có bao giờ cô giận nó điều gì không? Không, nó cũng không làm gì cô giận. À. Tại vì sáng nó đi làm thì cũng là thưa mẹ con đi làm, đi về là thưa mẹ con đi về. Vậy đó, thấy nó cũng là ngoan ở chỗ đó, với nó về nó cũng phụ giúp nấu ăn, rồi tôi không có nấu. Tôi chỉ giữ bé thôi, nó về nó nấu phụ là vợ nó giữ em. Ngon không cô? Cũng được, phải nó nấu sao tôi không về. Đâu dám chê nó nấu sao. Con nó cũng ngon mà mẹ nói vậy. Mẹ em có tính dễ thương lắm. Tại vì ngoài thời gian tụi em đi làm thì có mình mẹ ở nhà với bé thôi. Còn thời gian còn lại mẹ em rất là dễ ngủ. Ví dụ tụi em về là mẹ có nói thôi mẹ giao lại cho hai đứa con của hai đứa con đó. Mới quen nó trước đó sau rồi cũng kể, mình cũng kể là hôm nay con đi dậy nhìn qua mẹ ngủ hết gì nói chứ tiếng sao mẹ rất là dễ ngủ. Hồi nào bà ru con ngủ rồi bà ngủ trước con không cháu không? Cũng muốn vậy đó. Có mấy lần mẹ có ngủ trước luôn kìa. Ngủ biết sao ông vỗ bò nó cứ ngủ đi không ngủ đi ngủ thì sao nó không biết nó có ngủ thì mình cũng nằm ngủ luôn. Có mấy lần về thấy mẹ thấy đưa rằng con của em nó nằm trên võng mà nó ngoa trong khi mẹ cũng khó. Con nói mẹ ơi, mẹ ngủ dữ vậy. Nó có câu là hãy ngủ đi con, bà ngủ trước nghe con. Thằng đó ngủ á thì biết bắt hát. Dạ. Hát vài câu mà hát sao hình như nó muốn ngủ luôn. Hát sao hả? Sao mẹ em đứng hát cải lương. Ủa vậy hả? Dạ mẹ em ở cái vùng mà hồi xưa gọi là cái vùng mà trung tâm của cải lương á, vùng Bằm Cỏ Đông đó. Dạ, có bà Bằm Cỏ Đông. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cỏ Đông. Dạ đúng rồi. Dòng. Mẹ em hay nếu rảnh là hay thường là vua hát một vài câu cải lương như vậy đó. Làm câu với cô. Dạ. À, tôi xin giới thiệu, tôi hát bản dòng sông quê em, hát cho Quyền Linh với Lê Lộc nghe nha. Dạ. Chiếc xuồng nhỏ đó ha. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa, dòng sông quê đẹp ánh trăng à,
nghe câu hát xa xa lòng anh chợt nhớ. Từ buổi quen nhau anh thường kể em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dầm cỏ, kỷ niệm quê hương hay tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như con sóng nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm, mấy mươi năm sông cùng ta ra trận, là bấy nhiêu lần sông chở nặng chiến công. Màu xanh quê hương lớn lên trong bom gầm lửa đạn, măng dài mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ. Anh có hay tặng quà cho cô không cô? Có, tặng quà 8 tháng 3 tặng cho vợ nó rồi tặng cho cô. Nói tới quà thì mẹ em vui tính lắm, nhưng mà thật sự có nhiều cái vui mà cười ra nước mắt á. Thì em có nhớ một lần em có tặng cái điện thoại cho mẹ. Thấy chưa, quên cái điện thoại. Nhớ cái điện thoại con tặng cho mẹ nhớ không? Tặng điện thoại. Dạ. Quẹt hả? Dạ điện thoại bình thường, tại vì bình thường tôi bấm số mẹ không thấy đường. Mẹ đang ở quê thì cuối tuần tụi em về thăm mẹ. Nhưng mà về không hay nhà đóng cửa. Thì cứ nghĩ là mình mua điện thoại thì điện số điện thoại đi gặp mẹ, nhưng điện hoài luôn. Thì bỏ trong nhà. Mình đi ra đồng á, mình sợ mưa ướt hay gì đó rồi cứ bỏ nhà luôn. Mẹ đi quá trời luôn. Lúc mà về nói mẹ ơi con mua điện thoại không phải về để con tự nghe nhạc. Con muốn nói chuyện với mẹ. Cho mẹ cái quẹt đặt đi. Dạ. Có mua rồi mẹ không chịu xài. Mua đi. Tôi không biết tôi xài nên. Chỉ xài coi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, Bạn Muốn Hẹn Hò, Vợ Chồng Son này kia. Đúng ra là tôi thấy trên truyền hình Quyền Linh Lê Lộc tôi cũng ước gặp lắm. Mà ngày nay là tôi gặp là tôi mừng lắm thiệt. Làm như tôi chắc tôi trẻ thêm vài tuổi tôi mừng. Thiệt tình đó. Cảm ơn cô. Để lời thăm hàng xóm nha. Con gái cô có gửi một cái lá thư. Trời ơi sao dày quá. Dữ. Chào mẹ của con. Thông qua chương trình này con có rất nhiều điều mà tự thâm tâm mình. Rất ít khi tâm sự hay nói cho mẹ nghe. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho con đến lớn khôn. Khi con tìm được một nửa cuộc đời của mình, lên chức làm mẹ và mẹ lên chức bà ngoại á, thì mẹ lại cực khổ trăm bề hơn nữa. Chào một nửa mảnh ghép tình yêu của em. Anh đã che chở em cùng với em đi qua một chặng đường khó khăn nhất của cuộc đời này. Anh phải vất vả trong vòng xoáy mưu sinh, cơm áo gạo tiền, nhưng mà vẫn phù vào việc nhà và vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Em cảm ơn và yêu anh rất nhiều. Thông qua chương trình, con muốn mẹ lo cho bản thân mẹ nhiều hơn. Mẹ bị huyết áp và tim mạch đó. Mẹ thì có tính hay tiết kiệm, nên con muốn mẹ đừng có tiết kiệm nữa, mà hãy mua những gì mình thích mẹ nhé. Con mua đồ cho mẹ thì mẹ ít mặc lắm. Với chồng, em muốn anh bớt nóng tính lại. Đôi lúc em biết anh bị áp lực công việc nên hơi cáu gắt. Nhiều lúc em cũng thông cảm, nhưng có đôi lúc em cũng buồn vì những câu nói vô tình của anh. Anh lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn, ngủ sớm hơn và ăn đúng giờ hơn. Thương mẹ, yêu chồng. Một cái đây là lần đầu tiên mà vợ em để nói ra những cái nỗi lòng mà trước giờ chưa bao giờ. Con xin phép mẹ là vợ con chưa bao giờ nói với con những cái lời thật lòng trong lòng của vợ con vậy. Thì cái cuộc sống mưu sinh mà sáng dậy ra phải làm sớm, mà tối về có khi mẹ, có khi vợ và có khi con của em đã ngủ rồi, thì không có thời gian để nói chuyện rất là nhiều như vậy. Thì hôm nay thông qua chương trình thì cũng đầu tiên cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ. Cho dù mẹ rất nhiều bệnh nhưng mà mẹ cũng đã dành thời gian để phụ tụi con. Và không có chương trình cũng cảm ơn vợ. Thật lần đầu tiên trong những cái năm tháng mà quen nhau thì vợ đã nói ra những cái thật lòng trong lòng của vợ. Anh thấy rằng em cũng muốn khóc nhưng mà em ngăn những giọt nước mắt đã rơi xuống. Dạ đúng. Bởi vì những cái lời lẽ đó làm cho trái tim mình nó rung động và cảm giác yêu vợ nhiều hơn, đúng không? Dạ. Cô có muốn nói gì với con rể của mình, muốn con mình thay đổi điều gì không? Thì con bớt nóng tánh, chứ mẹ cũng không thấy gì, cái gì con cũng hoàn hảo, mà điều con có khi thấy gai gắt, thấy gương mặt con hưng gì về á, con khó chịu thôi. Thôi chứ cô không có nói gì mẹ vợ hết. Dạ. Tí gì mệt mỏi. Mưu sinh tất bật, cô biết rằng cuộc sống bây giờ đó, đôi khi á,
là người ta quên ăn, quên ngủ, quên đi gia đình của họ đang chờ họ. Họ cũng vì gia đình mà phải mưu sinh. Thế thì đi sớm thì tao cũng từng nghiệp. Dạ. Con hứa từ nay tụi con sẽ quan tâm bà mẹ nhiều hơn. Thôi giờ mẹ cũng cảm ơn con. Chúc cho hai em mãi mãi hạnh phúc. Chúc cho cuộc sống thành công hơn nữa để bớt vất vả mưu sinh. Dạ. Cho sơ hung lên lọc cái. Dạ. Mẹ thấy dạ. thương quá thấy trong tình hình không chứ không thấy. Không thấy. Dạ. Sao giờ. Dạ con cảm ơn cô. Ôi trời xuống hồn. Trời ơi tại con rung, cô hung thấy con rung quá. Dạ. Không có thấy trong tình hình chứ ở ngoài Quyền Linh rồi cũng không có gặp Quyền Linh được. Nói là ước gặp Quyền Linh nói chuyện là mà có gặp đâu. Dạ. Thấy thương quá. Thấy thương đẹp trai. Cảm ơn cô. Đây một món quà để có thể nhớ Quyền Linh Lê Lộc. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Còn đây là em nghĩ là anh sẽ là món quà dành tặng cho vợ. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình ạ. Nó diễm rồi. Từ cô đem lên tặng cho Quyền Linh với là à có xíu muội hả? Có đem lên. Dạ có đem lên. Dạ à, có đem lên. Giờ dạ. Tặng cho Lê Lộc, tặng cho Quyền Linh về uống Lý Thảo ha. Dạ quê hương nhà có trồng tắc á. Dạ. Có sao nói vậy đó. Ôi về chú Linh lấy hết rồi cô. Chú Linh cầm giùm. À đúng rồi. Cầm giùm đâu có lấy hết đâu. Đâu có lấy hết. Ừ. Ta ăn dạ. Hết thôi chứ đâu lấy hết. Hứa đi, hứa 21 Tết xuống nhà trậu nhà trồng mà cắt nhiều lắm, cả mẫu lắm mà. Cảm ơn cô ạ. À. Dạ, thương quá, dễ thương quá. Rồi dây lật rẻ lại nữa đó. À, dạ.